Rồi phần lớn các bạn đã quay trở lại lớp học rồi ha. Vậy thì bây giờ chắc là mình sẽ mời một vài nhóm trình bày cái kết quả thảo luận của các bạn. Đầu tiên thì xin mời nhóm có nhóm nào xung phong trình bày không ạ? Đầu tiên là về bệnh bệnh tỏa. Dạ, em ở nhóm 0 ạ. Em xin xung phong trình bày. Cảm ơn. Em xin trình bày vật chủ của bệnh tả có thể là con người. Con người ở đây là người bệnh hoặc người chưa phát bệnh nhưng mang mầm bệnh, hoặc là ổ chứa thiên nhiên như là nguồn nước, động vật thủy sinh như là cua, cá, nghêu sò, hến, vân vân. Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tả. Cách thức lây ở đây là thông qua những giọt bắn, rồi tiếp xúc trực tiếp hoặc là tiếp xúc gián tiếp qua vector, tiếp xúc gián tiếp hoặc là sinh vật trung gian là vector vector còn và ngõ vào ở đây là người. Ngõ vào là thông qua đường ăn uống của người chưa có nhiễm vi khuẩn. Ý kiến thảo luận của nhóm em là vậy, em xin hết ạ. Xin lỗi Thắng, em có thể cho cái này em nói là cách lây thông qua giọt bắn, em giải thích một chút xíu về cái cách thức. Vì khi mà mình nôn ói, một phần vi khuẩn, em nghĩ là một phần vi khuẩn tả nó vẫn còn ở khoang miệng, nó và khi mà mình nói chuyện, cái những cái giọt nước nước bọt mình văng ra thì có thể chạm vào tay hoặc là một phần trên cơ thể người đối diện, và khi mà người ta ăn uống rồi dính cái giọt Ủa, giọt từ bắn nãy đó tới thì bây em giờ nghĩ tiếng là của em bị tắt luôn rồi. Không có tự bật loa lên được thì sao rồi? có thể là thầy em xin nói tiếp, và có thể là vì những giọt bắn này dính lên người đối phương, khi mà người ta ăn dính những cái phần đó thì người ta có thể bị nhiễm vi khuẩn tả. Thì không biết là em đọc cái đó ở đâu hay là mình suy diễn như thế nào, nhưng mà nếu như mà muốn lây qua giọt bắn như vậy thì vi khuẩn tả nó phải sống ở đâu đó trên cái đường liên quan đến cái đường hô hấp thì mình nó mới có thể là qua những cái nước bọt khi mà mình nói chuyện này nọ được. Còn nếu như mà bệnh vi khuẩn tả nó chủ yếu nó sống ở dưới cái đường hệ tiêu hóa của mình á, thì chủ yếu nó sẽ đi qua cái đường phân, qua những cái chất thải hơn là đi qua cái ngõ của đường hô hấp ha. Đấy, Dạ chắc mình dạ, em sẽ chút ghi xíu. nhận lại Các nhóm khác từ nhóm 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 thì các em có cái nhận xét gì, có cái đóng góp gì thêm cho nhóm 0 vừa rồi không ạ? Là không có ý kiến gì đóng góp thêm ạ. Thì alo, có ai có muốn chia sẻ không ạ? Dạ thầy, là em sẽ bổ sung ở bạn là bạn chỉ có nói là ngõ, bạn nói là ngõ ngõ ra hay là ngõ, bạn chỉ nói là ngõ vào thôi. Em bổ sung thêm là ngõ, thường là ngõ ngõ ra với là ngõ vào nó sẽ chung một đường là đường phân miệng luôn ạ. À rồi, cảm ơn. À em nói về đường phân miệng, em giải thích một chút về đường phân miệng nó là sao vậy? Đường phân miệng là theo là con đường tiêu hóa, là đường phân miệng khi chúng ta ăn vào thì con vi khuẩn nó sẽ theo cái đường miệng chúng ta đi vào, rồi sau nó sẽ qua cái hệ thống đường tiêu hóa của chúng ta, rồi chúng ta sẽ thải qua đường phân, và nó cũng sẽ theo đường phân đi ra bên ngoài luôn. À, vậy cái đó là em đang mô tả đường miệng phân chứ đúng không ạ? À. Dạ, phân miệng là bởi vì khi một người bị nhiễm bệnh thì người ta sẽ thải con vi khuẩn tả ra đường phân, và đường phân nó sẽ vô những nguồn nước, rồi nguồn nước hay nguồn thức ăn nó bị phơi nhiễm những cái vi khuẩn đó, rồi cái người khác người ta ăn phải những thức ăn đó, người ta ăn bằng miệng, nên đó là đường phân miệng. À, rồi.
Em có thấy cái sự khác biệt của cái đường phân miệng với đường miệng phân không? Đường phân miệng thì nó thể hiện cái cách mà nó lây từ người này sang người kia đúng không ạ? Còn cái đường miệng phân thì nó chỉ thể hiện đó là cái chuyện là cái như thế nào xong rồi mình thải ra như thế nào thì nó không có thể hiện được cái chuyện lây nhiễm. Do đó người ta đặt cái tên đường đường phân miệng nó cũng có ý nghĩa của nó. Người ta gọi là phân miệng chứ không người ta không gọi là đường miệng phân ha. Rồi. Rồi cảm ơn hai bạn đã chia sẻ tương đối rất là đầy đủ về cái dây chuyền lây của bệnh tả. Còn bây giờ đối với lại cái bệnh ngộ độc thực phẩm mà do độc tố của Clostridium botulinum thì không biết là nhóm 5, 6, 7, 8, 9 thì các bạn có ý kiến gì không ạ? Ai muốn xin phong chia sẻ không ạ? Có nhóm nào muốn xung phong trình bày về dây chuyền lây của cái bệnh mà ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum mà? Dạ alo nhóm 6 ạ. Dạ rồi, nếu mời nhóm 6 trình bày. Dạ theo ý kiến mà nhóm em tìm những cái thông tin đó là cái dây chuyền lây nó sẽ bao gồm vật chủ đi tới tác đi là tức là ngõ ra của nó là đi tới tác nhân và qua các cách thức lây thì nó sẽ tới tức chỗ cảm thụ. Đó chính là ngõ vào và tụi em cũng có tìm được một số cái là vật chủ cũng có thể là đất nơi chăn nuôi gia súc ruột cá hoặc là người mang mầm bệnh còn ngõ ra thì tức là các sản phẩm của gia súc như là trứng sữa vân vân còn đối với tác nhân cách lây bệnh đó là có thể là lây gián tiếp qua đồ ăn là có thể do đồ ăn đóng hộp không chế biến kỹ, đồ hộp không hâm nóng trước khi ăn, hoặc là sử dụng đồ hộp bị quá hạn, các sản phẩm từ động vật sơ chế không đúng cách, đồ ăn lâu ngày bị được hâm lại. Còn cái ngõ vào á, thì nó sẽ thông qua đường miệng, vi khuẩn từ thực phẩm bẩn vào miệng đến đường tiêu hóa. Túc chủ cảm thụ ở đây là con người có thể nôn mửa, chướng bụng, táo bón nặng, táo bón còn nặng hơn là liệt thần kinh. Dạ. À, Em cảm ơn hiểu Thảo. nhiêu đó ạ? Dạ. Cái ý cuối của em á là túc chủ cảm thụ á. Đó là em đang mô tả về các cái triệu chứng của bệnh đúng không? Đúng không? Không phải là chỉ có người nào mà chứng bụng nôn ói gì đó thì mới bị bệnh đúng không? Mà đó là những cái triệu chứng sau khi mà người ta bị nhiễm độc đó thì người ta sẽ có những cái biểu hiện triệu chứng như vậy đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. À, mình phân biệt ha, thì đó là các cái triệu chứng của bệnh chứ nó không phải là những cái đặc điểm đặc tính của cái nhóm túc chủ cảm thụ. Túc chủ cảm thụ ở đây thì mình có thể nói là những người mà bất kỳ người nào, đặc biệt là những người mà thích ăn đồ hộp, thích ăn những cái hay là tiếp xúc với lại những cái bùn đất này nọ ha. Rồi cảm ơn nhóm 6. Rồi các bạn ở nhóm 5, 7, 8, 9 các bạn có bổ sung hay là có ý kiến gì khác so với lại nhóm 6 không ạ? À? Nếu có ý kiến gì muốn bổ sung thì các bạn cứ chia sẻ lên ha. Em ở nhóm 5 em bổ sung thêm được không thầy? À được em xin. Dạ thầy là ngoài những cái nơi mà ở vật chủ mà bạn Thảo nói thì em còn thêm một số là vi khuẩn do vi khuẩn có trong tự vi khuẩn Clostridium có trong đất đặc biệt là đất vườn, đất nghĩa trang tại các nơi chăn nuôi gà, gia súc. Vi khuẩn có thể là có trong ruột các loại động vật nuôi trong nhà, trong cá, trong nước bị ô nhiễm. À, rồi. Rồi tác nhân thì
cá nhân. Cách thức lây có thể là tiếp xúc trực tiếp hoặc là do các vết thương hoặc hở nhiễm vi khuẩn có nhiễm vi khuẩn sẽ tiết độc tố vào máu từ các vết thương hở. Rồi thời nhiễm chất độc. Sau khi nhiễm thì thời gian ủ bệnh là khoảng 12 đến 36 tiếng. Dạ. Em xin hết ạ. Em. À, cảm ơn nhóm năm đã có bổ sung thêm một số ý. Ở đây thì tôi muốn lưu ý các em đó là cái ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum á, thì cái nguyên nhân mà tác nhân gây bệnh thì đúng là cái con vi khuẩn đó. Tuy nhiên cái nguyên nhân mà khiến người ta bị ngộ độc á, thì không phải là do cái con vi khuẩn đó mà là do những cái độc tố của con vi khuẩn đó nha. Thì mặc dù là những cái đồ hộp, những cái đồ ăn mình có thể mình đã tiêu hủy hết, nó không còn cái con vi khuẩn đó. Tuy nhiên thì nếu như mà trong cái thức ăn đó nó vẫn có những cái độc tố của nó, độc tố của Clostridium botulinum thì nó lại tương đối bền với nhiệt. Thì có thể là lúc đó là cái vi khuẩn nó không còn tồn tại nữa, nhưng mà cái độc tố nó vẫn có. Thì khi mà mình ăn phải những đồ ăn đó mình vẫn bị ngộ độc thực phẩm nha. Mình lưu ý cái điểm đặc biệt của cái ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum là do cái độc tố của nó. Thì rất cảm ơn các em đã rất là nhiệt tình thảo luận, chia sẻ và rất vui là các em mạnh dạn chia sẻ được những cái suy nghĩ của mình. Rất là thú vị. Thì ở đây thì tôi sẽ tổng hợp lại một số những cái điểm chính về cái dây truyền lây của những cái bệnh tiêu hóa nói chung. Thì thứ nhất là về tác nhân ha. Tác nhân thì mình đã thấy ví dụ như là bệnh tả hay là Clostridium botulinum thì nó là do những cái vi khuẩn gây ra, nhưng mà ngoài ra thì những cái bệnh do đường tiêu hóa nó còn có thể là do những con virus, ví dụ như là virus bại liệt hay là một số những cái loại virus khác nó cũng có thể gây ra những cái biểu trên đường tiêu hóa, về qua đường tiêu hóa, hoặc là có những dạng bệnh là do ký sinh trùng hoặc là giun sán hoặc là độc tố là đối với lại Clostridium botulinum ha, nó sẽ gây ra những cái biểu hiện bệnh. Thứ hai đó là nguồn bệnh. Nguồn bệnh thì giống như các em có mô tả thì nguồn bệnh nó có rất là nhiều những cái nguồn bệnh khác nhau, ví dụ như là từ những cái người mà nhiễm bệnh hoặc là từ những cái loại động những cái môi những cái nguồn bệnh mà trong tự nhiên, ví dụ như là những cái loài động vật trong ruột của loài động vật hoặc là trong môi trường như nước đất. Và cái cách thức lây thì đối với lại những bệnh mà lây qua đường tiêu hóa thì các em lưu ý là cái đường phân miệng. Đường phân miệng là cái đường mà lúc đầu bạn ở nhóm không bạn ở nhóm nhóm có một bạn đã chia sẻ đó, và Nhóm thứ hai hai ạ. nhóm hai, cảm ơn em. Thì một cái ngoài cái cách thức là lây qua đường phân miệng thì còn một số cách thức lây khác thông qua động vật hoặc là thức ăn bị nhiễm bệnh, thức ăn có nhiễm cái tác nhân đó, cái loại vi khuẩn đó hoặc là nhiễm độc tố, ví dụ như là trong trường hợp của Clostridium botulinum. Thì đó là cái giới thiệu chung về cái dây chuyền lây cho cái bệnh qua đường tiêu hóa. Thì đây trên hình này thì nó mô tả cho mình rõ về cái thế nào gọi là đường phân miệng. Nó sẽ khởi đầu nó là từ những cái phân là từ chất thải của người hoặc là từ những cái loại động vật, mà trong cái chất thải này thì nó có chứa các cái tác nhân gây bệnh. Và sau đó thì khi mà những chất thải nó tồn tại trong môi trường thì mình có thể vô tình mình tiếp xúc bằng tay vào cái chất thải đó, hoặc là những chất thải đó nó được phát tán trong nước, trong trong nước này, thì thông qua những cái vật chứa nước thì mình sẽ tiếp tiếp cận đến với những cái tác nhân gây bệnh đó, hoặc là nó thông qua những cái động vật, những cái vật lây trung gian, ví dụ như là qua ruồi chẳng hạn. Khi mà ruồi nó tiếp xúc với lại những cái chất thải này, nó có thể khi mà nó bám vô cái đồ ăn của mình thì nó cũng đưa những cái tác nhân đó vào những cái đồ ăn mà mình sử dụng. Hoặc là khi mà mình không tiếp xúc trực tiếp với cái chất thải nhưng mà mình tiếp xúc với lại những cái đất hoặc là những cái nơi mà nó có bị nhiễm những cái chất thải đó, thì mình cũng
đã tiếp cận với lại cái tác nhân gây bệnh, và khi mình đưa tất cả những cái thông qua những cái tay, thông qua đồ ăn, thông qua những cái tiếp xúc mà mình đưa vào trong cái đường tiêu hóa của mình thông qua miệng, thì mình đã hoàn tất một cái cách thức lây từ đưa từ tác nhân gây bệnh từ chất thải đến miệng của mình, và từ đó nó sẽ dẫn đến cái bệnh nó sẽ được lây lan. Thì đây là một cái hình rất là dễ hiểu để mà mô tả cái cách thức lây qua đường phân miệng. Rồi thì đối với lại tiêu chảy do cái bệnh tả là tác nhân gây gây bệnh là phải khuẩn tả, tên khoa học của nó là Vibrio cholera. Thì tiêu chảy do Vibrio cholera thì trong cái hình này thì nó mô tả một số những cái đặc điểm của cái dây chuyền lây do bệnh này ha. Thì bệnh phải khuẩn tả thì nó tồn tại trong môi trường, chủ yếu là trong cái môi trường nước ha. Thì trong cái môi trường này thì phải khuẩn tả nó được sinh sôi, nó được phát triển, và khi có người sử dụng những cái nguồn nước hoặc là sử dụng những cái loại sinh vật mà sống trong nước, ví dụ như là các loại thủy hải sản mà có nhiễm những cái con phải khuẩn tả này, thì người ta sẽ đưa cái vi khuẩn đó vào trong người, và nó sẽ thông qua cái việc là người ta bị tiêu chảy, người ta tạo ra những cái chất thải đó, thì cái vi khuẩn cái phải khuẩn tả này nó sẽ được lan truyền trong cái cộng đồng người, mà đặc biệt là thông qua cái đường phân miệng, và chủ yếu là thông qua cái đường phân miệng. Thì đây là một cái hình mô tả rất là dễ hiểu về những cái đặc tính về dịch tễ học cũng như là về lâm sàng của tiêu chảy mà do phải khuẩn tả. Thì còn tên nước ngoài thì nó còn gọi là Blue Death ha. Thì về mặt dịch tễ học đó, thì nó thường nó liên quan đến nguồn nước, do đó là cái đỉnh dịch thường nếu như mà nó có những cái trận dịch về dịch tả xảy ra thì thường nó sẽ đỉnh của những cái dịch đó chủ yếu nó sẽ xảy ra vào lúc bắt đầu và lúc kết thúc của cái mùa mưa. Và thường thì bệnh nó sẽ được lây truyền là qua cái đường phân miệng, qua tiếp xúc với lại cái nước mà bị nhiễm nhiễm bệnh, hoặc là ăn những cái loại thủy hải sản mà nó có chứa cái phải khuẩn tả này. Và khi mà ăn phải cái đưa khi mà cái người túc chủ cảm nhiễm nó mà đưa cái vi khuẩn vô trong cơ thể người, thì vi khuẩn nó sẽ tồn tại ở trong cái hệ tiêu hóa, nó tạo ra một cái loại độc tố gọi là cholera toxin. Cái độc tố này nó sẽ khiến cho gây ra những cái biểu hiện về về lâm sàng của bệnh nhân. Người ta sẽ bị mất nước rất là nặng ha. Mắt thì bị trũng, tụt huyết áp, bị tiêu chảy, nhưng mà tiêu chảy này thì không có đau bụng, và tiêu chảy nó rất là đặc biệt, mà tiêu chảy thầy ơi, thầy bị tắt mic đó thầy. Alo, xin lỗi. Không biết tại sao lại bị tắt mic. Mới nãy là tôi bị tắt mic ở cái khúc nào ạ? Ở khúc cái hình tiêu chảy đó thầy. Tiêu chảy nó đặc biệt, nó không có đau bụng. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Tiêu chảy nó không cái điểm đặc biệt của tiêu chảy đó là không đau bụng, và đặc biệt là ở đây nó cũng là không có sốt ha. Sốt rất là ít khi gặp. Và cái dạng tiêu chảy của nó là tiêu chảy ồ ạt. Phân thì người ta mô tả là phân như là nước vo gạo vậy, và nó có mùi mùi hôi của mùi tanh của cá. Và đối với lại người bị bệnh tiêu chảy thì cách mà mình xử lý đó là mình sẽ phải bổ sung những cái chất dịch thông qua đường truyền, hoặc là uống, hoặc là sử dụng Orezon. Và cái người bị tiêu chảy ồ ạt như vậy thì người ta có thể tử vong, và nguyên nhân tử vong nó là thường là do những mất nước và rối loạn các cái chất điện giải. Và ngoài ra thì tức là điều trị đối với người bị bệnh tiêu chảy thì có hai cách điều trị chính. Thứ nhất đó là mình sẽ bù nước, bổ sung nước, và thứ hai là mình sẽ sử dụng một số loại kháng sinh để có thể tiêu diệt được những con phải khuẩn tả. Thì cái hình này nó minh họa tương đối là đầy đủ các cái đặc tính về mặt
dịch tễ học cũng như là về mặt lâm sàng của bệnh tiêu chảy do vi khuẩn tả gây ra. Rồi, thứ hai đó là mình nói về cái ngộ độc thực phẩm do độc tố Clostridium botulinum. Thì đây là một cái hình nó phóng đại dưới kính hiển vi mô tả cái hình hình dạng của cái con Clostridium botulinum. Tuy nhiên thì cái gây ra bệnh thì không phải là do con này mà là do những cái độc tố của cái con vi khuẩn này. Nếu mà mình chỉ cần ăn phải những cái độc tố thức ăn có nhiễm độc tố của con Clostridium botulinum thì mình sẽ có những cái triệu chứng của ngộ độc do những độc tố này gây ra. Và thường thì các cái độc tố của cái độc tố Clostridium botulinum thì thường gặp trong những cái loại thực phẩm mà có đóng hộp. Thì trong cái hình đây thì nó cũng mô tả một cách rất là ngắn gọn và dễ hiểu về những cái đặc tính về dịch tễ học và lâm sàng của ngộ độc do cái độc tố của Clostridium botulinum. Thì giống như các bạn đã nói thì cái nguồn bệnh chủ yếu của cái botulinum Clostridium botulinum thì nó thường có ở trong đất, có trong một số những cái đất nước hoặc là một số những cái nguồn bệnh ở trong môi trường, và sau đó thì nó sẽ thông qua cái quá trình chế biến thì người ta sẽ đưa những cái vi khuẩn đó vào trong những cái loại đồ ăn, đặc biệt những là cái đồ ăn đóng hộp, những đồ ăn mà nó có cái thời gian lâu để mà cơ thể vi khuẩn nó tạo ra được cái độc tố. Đặc biệt ở đây có một cái loại đồ ăn mà mình nãy giờ các bạn không có kể đến, đó là cái mật ong ha. Mật ong nó được xem là một cái dạng thức ăn rất là dễ nhiễm những cái con Clostridium botulinum này. Thì người ta có thể bị nhiễm, tức là cái cách thức lây của bệnh nó có thể qua nhiều đường khác nhau. Nó có thể qua đường là thức ăn, thông qua những cái thực phẩm đóng hộp, có thể thông qua các cái vết thương khi mà mình tiêm chích, mình vô tình mình đưa những cái nha bào của cái con botulinum hoặc là cái độc tố của nó đưa vô cơ thể của mình. Hoặc là đối với lại trẻ sơ sinh, ở đây có một cái cách thức lây đặc biệt nó nhắm đến trẻ sơ sinh, đó là khi mà trẻ sơ sinh sử dụng những cái loại mật ong mà thô hoặc là do tiếp xúc với đất thì có thể hít phải là ăn phải những cái bào tử, cái nha bào của cái vi khuẩn Clostridium botulinum để đưa nó vào cơ thể và sản sinh độc tố, nó có thể gây ra những cái biểu hiện bệnh. Thì về mặt lâm sàng thì khi mà nhiễm bệnh như vậy thì nó sẽ gây ra những cái biểu hiện về liệt, ví dụ như là liệt mặt, liệt các cái cơ trong cơ thể. Hoặc là đối với trẻ em thì các bạn thấy nó có hình dạng như thế này, tức là các cơ của cơ thể nó bị căng ra, nó bị duỗi ra. Và khi mà bị nhiễm độc đối với lại cái độc tố của Clostridium botulinum thì thường là nó không có biểu hiện là sốt. Và cái cách xử trí đó là phải dùng những chất giải độc tố. Ở đây thì mình không có tìm cách mình đi tiêu diệt cái con vi khuẩn này, tại vì cái nguyên nhân chính của nó là do những cái độc tố của nó gây ra. Và thường thì tức là mình phải dùng những cái chất chất giải độc tố để có thể là trung hòa được cái độc tố của cái con Clostridium botulinum này để có thể giải quyết được các triệu chứng của nó gây ra. Thì đây là một cái hình nó mô tả rất là ngắn gọn và dễ hiểu về các cái đặc điểm cả về dịch tễ học, tức là cái cách thức lây, cái dây chuyền lây của bệnh và những đặc tính về lâm sàng của bệnh. Rồi. Vậy thì đó mới nãy mình nói về cái dây chuyền lây. Vậy thì mình sẽ phòng chống những cái bệnh lây qua đường tiêu hóa như thế nào? Thì các bạn đã hình dung được cái dây chuyền lây rất là rõ ràng rồi, thì các bạn sẽ hình dung được những cách thức mà các bạn có thể sử dụng để phòng chống những cái bệnh lây qua đường tiêu hóa này. Thì bây giờ các bạn quay trở lại cái phòng nhóm thảo luận của mình ha. Vào 15 phút, bây giờ là giờ 30 thì các bạn thảo luận trong vòng 15 phút đến khoảng 4 giờ 45 các bạn quay lại đây. Trong phòng thảo luận thì các bạn sẽ thảo luận về biện pháp phòng chống của bệnh tả hoặc là của cái ngộ độc thực phẩm do tố của Clostridium botulinum.
Rồi bây giờ các bạn quay trở về các nhóm của mình ha, và Thầy ơi, em nói đi em. em cho thầy cho ý kiến của em là thầy nên chỉnh lại cái quyền kiểm soát nha thầy. Tại nhấp vô cái ấn người tham gia là nhấp vô cái tên là được xóa khỏi cuộc họp đó thầy. Ai cũng xóa được đó. Rồi rồi cảm ơn em. Bây giờ các em cứ cứ vào phòng họp đi ha. Trong thời gian đó thì tôi sẽ chỉnh lại cái quyền điều khiển. Rồi, rồi cảm ơn em ha.
Thầy ơi. À, em nói đi em. À, thầy chỉnh lại được chưa thầy? À, chưa chưa. À, thầy vô cái chỗ mà tùy chọn cuộc họp á thầy. Thầy chỉ là trình bày là chỉ mình tôi thôi. Cái đó là giảm mấy đứa mà nó tắt mấy đứa khác á thầy. Với lại nó xóa đứa khác khỏi cuộc họp á thầy. À. Của cái điều khiển cái đó là ở chỗ nào vậy ta? Được. Thầy vô ngay chỗ mà lúc thầy đầu cái ngay chỗ mà thầy tạo cuộc họp á thầy, ngay chỗ mà thầy thấy thấy chưa thầy, ngay chỗ mà bệnh lây qua đường tiêu hóa lúc mà thầy tạo cuộc họp á thầy vô đó thầy sẽ nó sẽ là hiện ra là xem chi tiết cuộc họp, À rồi. xong rồi thầy vô cái chi tiết đó thì nó sẽ có bên cái dòng là tùy chọn cuộc họp. Rồi. Rồi kế tiếp là thầy nó yêu cầu thầy sẽ đăng nhập, rồi thầy sẽ cái có cái dòng tùy chọn cuộc họp sẽ có là ai có thể trình bày thầy chọn là chỉ mình tôi. Rồi. Rồi tại hồi nãy em bị xóa khỏi cuộc họp mấy lần rồi thầy, không biết đứa nào nó ghét em thầy, tại thường ngày em phát biểu nhiều lắm, nay không dám phát biểu thầy ơi. Em học ký sinh trùng em là phát biểu nhiều nhất, cái câu nào em cũng tham gia hết, bị chúng ghét thầy. Tại em tham gia đầu tiên em lấy hết ý của tụi nó rồi, nên là hôm nay em không dám nữa, em nhường cho tụi nhỏ rồi, em cải thiện, em già rồi, em đâu dành với tụi nó làm gì, lớn rồi. Mà mình cứ chia sẻ ý tưởng chứ không 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 đến nỗi mà ai ghét đâu có Nó nói em là năm tư thể hiện đó thầy, đâu. Rồi. em chỉ đóng góp bài học thôi chứ em đâu có quan tâm gì đâu, đóng góp bài học được thầy cộng điểm thì vui, không được thôi chứ có đâu thầy. À. Với lại cái kiến thức mình đóng góp là mình sẽ thí dụ mình đã học qua mấy lần mình sẽ nhớ dai hơn nữa, nó cũng tốt cho mình. À. Trong lá hồi cứ có gì em cứ cứ phát biểu, không có vấn đề gì đâu. Em nghe được rồi thầy, chừng nào mà không có ai phát biểu em phát biểu cho thầy. Ủa sao em không đi không tham gia nhóm thảo luận với lại các bạn? Dạ em đang coi nhóm á thầy, mà em không biết nó đang đang thảo luận về cái vấn đề gì á thầy, tại nó không có hiện giống như hồi nãy. Thầy ơi Ơi. cho em hỏi lại là thảo luận về cái vấn đề gì thầy, Thảo luận em về không biện chống em. dạ Bây giờ thảo luận về biện pháp phòng chống. à, biện pháp phòng chống của mấy cái tả với lại cái lớp botulinum botulinum á thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
Mình chờ thêm một xíu để các bạn quay trở lại lớp đầy đủ đó ha. Mình chờ thêm một xíu nữa ha. Giờ mới có khoảng 85 bạn quay trở lại. Chắc là Thanh Trúc tắt mic đi em. Alo thầy ơi. Ê. Thầy có thể chỉnh lại cái quyền đúng không thầy? Tại vì bạn em bị mất mạng ao ra mà em thêm vô không có được đó thầy. Bạn em hiện tại là có thầy ơi 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 à, thầy chỉnh cái mã là nó vô được à, thầy kêu đưa thầy chỉnh lại là có cái mã thầy chỉnh lại cái mã nó ở đâu vậy em hả? Này. để em coi làm chỉ cho thầy nha thầy. Mày thấy sao? Mẹ như thằng điên vậy á. Là ta phải tắt. Rồi, giờ chắc mình tiếp tục với lớp học ha. Thì mới nãy là qua 15 phút thảo luận vừa rồi thì các bạn đã thảo luận về các cái biện pháp phòng chống. Vậy thì bây giờ xin mời một một vài nhóm mình cho ý kiến về các cái biện pháp phòng chống đối với lại bệnh tả hoặc là cái ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum ha. Đặc biệt là các bạn khi mà trình bày cái biện pháp phòng chống thì các bạn trình bày theo cái dây chuyền lây mà các bạn đã thảo luận trước đó. Rồi bây giờ xin mời các nhóm từ 0, 1, 2, 3, 4 bạn trình bày về cái đã xung phong trình bày về biện pháp phòng chống đối với lại cái bệnh tả đúng không ạ? Dạ, thưa thầy, em đại diện nhóm 1 xin trình bày về các biện pháp phòng chống dịch tả. Rồi, Dạ, thưa thầy là
Trước tiên là chúng ta nên kiểm soát loại trừ tác nhân gây bệnh. Đối với nguồn lây thì chúng ta nên giám sát, phát hiện và cách ly điều trị những người mắc bệnh để phòng chống ấy ra, phát tán ra vi khuẩn, xử lý phân chất thải của người bệnh. Còn đối với cộng đồng thì chúng ta nên giáo dục sức khỏe, giáo dục sức khỏe. Đối với mỗi hộ gia đình nên có một nhà tiêu hợp lệ, hợp vệ sinh, cách nguồn nước cách 30 mét. Còn đối với nguồn nước sinh hoạt thì nên khử khuẩn, giữ vệ sinh. Đối với thực phẩm thì chúng ta nên ăn chín uống sôi. Còn đối với ăn chín uống sôi, chúng ta nên rửa tay trước khi bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh ạ. Và đối với vật lây truyền trung gian là ruồi, chúng ta phải ngăn chặn nó bằng cách như là đậy che kín đồ ăn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi các cảm ơn nhóm 1. Không biết là các bạn ở nhóm khác, nhóm 0, nhóm 2, 3, 4 mình có bổ sung hay là có cái góp ý gì cho nhóm 1 không ạ? Dạ, em dạ. Ở nhóm 0 ạ. Em xin góp ý với theo em, với những người bị bệnh tả thì cái việc cách ly là việc hơi khó. Nên là em nghĩ là bệnh tả thì không nên cách ly, chỉ cần ở nhà điều trị ở nhà quan sát là được, chứ không phải không cần phải cách ly. Em nghĩ là vậy. Em là không cần phải cách ly. Vì sao mà không cần cách ly? Em nói giải thích rõ hơn chút xíu. Vì bệnh này lây qua đường phân miệng nên chỉ cần mình hạn chế được cái đường lây này thì mình có thể giảm được bệnh. Còn những bệnh mà lây qua đường không khí thì như COVID thì em nghĩ là mới nên cách ly, thì nó cái độ hiệu quả nó mới cao. Em nghĩ là vậy. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn ý kiến của Thắng. Hình như là có một bạn có ý kiến gì khác nữa không ạ? Bên này có một dòng bạn nữ. Rồi, em nói đi. Alo. Dạ, em xin bổ sung thêm ý kiến là ở những người mà bị bệnh, ở những người mà người lành mang trùng thì chúng ta sẽ đi xét nghiệm để mà chúng ta có thể tầm soát được các người bệnh mà có men vi khuẩn tả mà là không có biểu hiện triệu chứng ạ. Mình tầm soát bằng cách nào em? Dạ, theo em nghĩ là xét nghiệm ạ. Xét nghiệm như thế nào? Em nghĩ là xét nghiệm như thế nào? Xét nghiệm ở đâu? Xét nghiệm dùng cái bệnh phẩm gì? Em nghĩ là phân ạ. Xét nghiệm phân. Nhưng mà đối với bệnh tả mà mình cảm ơn em ha. Mà giống như ý kiến của một bạn nhóm 0 vừa rồi thì đối với lại những bệnh người bệnh tả mà mình hoặc là mình cách ly thì nó có vẻ như nó không phù hợp với lại cái đường lây này, vì đối với lại bệnh tả thì mình biết là đường lây của nó chủ yếu là qua đường phân miệng hoặc là qua một số những cái động vật hoặc là đồ ăn trung gian thì không nhất thiết là phải cách ly. Giống như lúc nãy bạn nói thì những cái bệnh mà lây qua đường hô hấp, lây qua không khí hoặc là cái đường lây nó mình chưa rõ thì lúc đó thì mình sẽ nên là cách ly họ. Còn đối với lại trong trường hợp bệnh tả thì mình chỉ cần tập trung mình, nếu như có những người bị bệnh, mình biết những người bị bệnh thì mình sẽ tập trung điều trị cho họ và cẩn thận khi mà mình tiếp xúc với lại những chất thải của họ là được. Rồi, còn cái việc mà tầm soát thì đối với lại bệnh tả thì những người bệnh không triệu chứng thì thực sự là cái việc mà mình tầm soát trong cộng đồng thì nó cũng có thể là không cần thiết. Đó là đối với lại bệnh tả. Còn đối với lại bệnh ngộ độc thực phẩm do cái độc tố của Clostridium botulinum thì
các bạn nhóm 5, 6, 7, 8, 9 thì các bạn có thể chia sẻ những cái ý kiến của các bạn không ạ? Nhóm 7 xin trả lời. Rồi nhóm 7 trình bày trước ha, các bạn khác bổ sung sau. Dạ, thì với nhóm của em thì tụi em chia ra như thế này về các biện pháp đối với cơ sở nuôi trồng, chế biến thực phẩm. Thì mình đảm bảo cái quy trình sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, khử khuẩn đảm bảo, rồi về vệ sinh chuồng trại, rồi mình xử lý nguồn nước đưa vào, không bón phân cho cây trồng bằng phân bách là phân người đấy. Mình có về cái ở người dân, sinh hoạt người dân thì vệ sinh nhà ở tránh bụi bặm. Về cái sử dụng thực phẩm thì ăn chín uống sôi. Về cái uống sôi thì như ta đã nghe thầy dạy giảng thì cái bào tử của con khuẩn này thì nó chịu được nhiệt độ cao, nhưng mà cái độc tố của nó thì nhảy với nhiệt độ. Thì theo chúng em tìm hiểu thì đun khoảng ở 80 độ C trong 10 phút, hoặc là 100 độ C trong 80 độ C trong 30 phút, hoặc 100 độ C trong 10 phút thì có thể diệt được cái độc tố, tiêu hủy được cái độc tố của nó. Rồi có thể là hạn chế sử dụng mật ong hay là các nguồn thực phẩm mà có nghi ngờ là lây bệnh, mang mầm bệnh. Không sử dụng cái đồ hộp đã quá hạn hay là có dấu hiệu hỏng hóc như phòng, rộp, bị rỉ sét. Bảo quản thực phẩm lạnh, và có thể không sử dụng thực phẩm lâu, để lâu ngày chẳng hạn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trình bày rất là chi tiết ha. Rồi các bạn khác ở nhóm khác có bổ sung gì không ạ? Dạ em đến từ nhóm 8 mà em xin bổ sung một chút ạ. Dạ nhóm em thì chia ra là gồm 5 ý chính ạ. Ý thứ nhất là mình sẽ tuyên truyền, mình giáo dục, mình thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng, cũng như là thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, tuyệt đối không ăn uống những cái sản phẩm mà mình nghi ngờ là nó nhiễm cái độc tố này. Cái thứ hai là mình sẽ giám sát, mình kiểm tra coi á, là cái cơ sở đó họ có đã đảm bảo thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm hay chưa. Rồi khi mà để mình phát hiện rồi, nếu mà sản phẩm mà bị lỗi thì mình có thể thông báo sớm cho người tiêu dùng để mình thu hồi sản phẩm. Cái thứ ba là mình sẽ, nếu mà sản phẩm đã tung ra rồi thì mình sẽ giám sát và phát hiện sớm các ca bệnh để có thể là đưa ra các biện pháp phù hợp để tránh ra các hậu quả xấu nhất. Thứ tư là mình đảm bảo vệ sinh nguồn nước cho cộng đồng, phòng tránh các nguy cơ lây nhiễm về phân và người gia súc với nguồn nước sạch. Cái thứ năm là điều tra dịch tễ học để phát hiện nguồn lây nhiễm để xử lý triệt để nguồn bệnh, yếu tố nhiễm. Trình bày của em xin đây là hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Nhóm mình trình bày rất là nhiều cái yếu tố ha. Rồi, cảm ơn nhóm. Thì dạ. Cảm ơn. Alo. Dạ, em xin hỏi một cái được không thầy? Ừ, em ở nhóm 5. Dạ, thầy ơi. Em xin lỗi em chờ tôi một chút xíu. Rồi, xin lỗi em nói tiếp. Dạ, cho em hỏi là lại nhóm 7 nha thầy. Thì nhóm bạn có nói là không sử dụng phân bắp để bón cho rau củ quả. Thì em hồi nãy em có đọc về cái con vi khuẩn này, thì nó là sống ở trong môi trường kỵ khí. Thì chỉ có những cái thực phẩm bị ôi thiêu hoặc là để lâu ngày thì nó mới sinh ra cái con
vi khuẩn này nó mới có thể gây độc cho con người, thì nếu còn nếu sử dụng phân bắc thì nó em nghĩ là nó không ảnh hưởng lắm. Rồi cảm ơn em. Nhóm 7 có phản hồi gì cho với ý kiến của bạn không ạ? À, dạ thì cái vấn đề là mình mắc ví dụ con người mà nhiễm thì con vi khuẩn này là nó ở trong đất đúng không? Thì trong đất hoặc là từ người bệnh trong qua đường tiêu hóa có thể thải ra con này, hoặc là độc tố của con này đi qua đường phân thải ra ngoài. Thì khi mà mình ủ phân để mà mình nó ủ phân rồi mình bón cho cây á, thì có thể là rau củ quả cây trồng của mình có thể là nhiễm mang cái độc tố hoặc là mầm bệnh bào tử của nó. Thì khi mình sử dụng vào thì có thể nếu mình xử lý quy trình xử lý thực phẩm của mình không đảm bảo á, thì có thể sẽ đưa tới người tiêu dùng sử dụng và gây ngộ độc thực phẩm. Và nhóm em suy nghĩ là như thế. Rồi cảm ơn ý kiến của em ha. Thì ở đây tôi chỉ muốn nói rõ thêm một chút xíu, đó là trong môi trường kỵ khí thì cái vi khuẩn thì nó sẽ phát triển được để mà nó tạo ra được cái độc tố. Tuy nhiên thì trong điều kiện bình thường thì nó sẽ tồn tại dưới dạng bào tử. Thì nếu như mà mình nó tồn tại trong đất, nó tồn tại trong cái môi trường hoặc là từ có thể là trong phân này nọ, thì nếu như mà mình sử dụng những cái ủ phân bắc chẳng hạn, thì có thể là những cái bào tử đó nó có thể vào những cái loại thực phẩm mà mình sử dụng. Thì trong quá trình chế biến, nếu mà mình không có chế biến kỹ thì có thể để lọt những cái bào tử đó vô trong những cái thực phẩm mà mình đóng hộp chẳng hạn. Thì khi mà trong cái điều kiện mà ở môi trường kỵ khí của cái hộp á, yếm khí của hộp á, thì những cái bào tử đó lúc đó thì nó sẽ vi khuẩn nó sẽ có điều kiện phù hợp, thì lúc đó nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động nên tạo ra được cái độc tố, được không ạ? Cho nên là mặc dù là phân thì nó là trong cái điều kiện bình thường, tuy nhiên nó vẫn có thể chứa những cái bào tử. Nó không phải là môi trường kỵ khí nhưng mà nó vẫn có thể chứa những bào tử của cái con vi khuẩn này, và nó vẫn có thể góp phần là lây lan cái tác nhân gây bệnh. Rồi hy vọng như vậy là đã trả lời được cái câu hỏi, cái thắc mắc của bạn vừa rồi. Thì cảm ơn các em rất là nhiều ha. Thì các em đã trình bày rất là chi tiết, rất là nhiều những cái biện pháp khác nhau để có thể là phòng ngừa các cái bệnh tả và cái ngộ độc thực phẩm do cái độc tố của Clostridium botulinum. Thì ở đây thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh đó là các cái biện pháp phòng chống này nhìn chung là có rất là nhiều những biện pháp khác nhau. Tuy nhiên thì nếu như mà mình hiểu rõ về cái dây chuyền lây, mình có thể căn cứ vào dây chuyền lây đó để mà mình hình dung ra được những cái biện pháp phù hợp. Thì ở đây thì tôi chỉ liệt kê tóm tắt một số những cái biện pháp phòng chống nói chung đối với lại các cái bệnh lây qua đường tiêu hóa. Thì nếu mà mình căn cứ vào dây chuyền lây thì mình có thể đầu tiên là mình xem những cái biện pháp có thể giúp mình kiểm soát và loại trừ tác nhân gây bệnh ngay tại nguồn lây. Nguồn lây thì nó bao gồm có nguồn bệnh và cái dây chuyền lây của nó. Ví dụ như là nguồn bệnh thì những người mà bị bệnh thì mình sẽ điều trị cho những người đó ha. Hoặc là những cái loại thực phẩm hay là cái môi trường sống mà nó có những cái tác nhân gây bệnh thì mình sẽ làm thế nào nó làm sạch, vệ sinh sạch sẽ để không có cái nguồn bệnh, nó không, cái tác nhân gây bệnh nó không có thể sinh sôi phát triển trong cái nguồn bệnh đó được. Còn đối với lại dây chuyền lây thì mình biết ngõ ra thì mình sẽ tìm cách mình chặn ngõ ra. Mình biết cái cách thức lây thì mình sẽ tìm những biện pháp ngăn chặn cách thức lây, mình cắt đứt. Ví dụ như là bệnh tả thì mình cắt đứt cái đường lây truyền qua cái đường phân miệng. Mình ngăn chặn các loại sinh vật mà trung gian, ví dụ như là ruồi. Hoặc là đối với lại bệnh cái ngộ độc thực phẩm do độc tố của Clostridium botulinum thì cái đường lây phần lớn của nó là thông qua những cái loại thực phẩm chế biến sẵn mà cái quá trình chế biến nó không có đảm bảo, thì mình tập trung mình xử lý để làm sao để đảm bảo cái quá trình chế biến nó được an toàn. Thì
khi mà mình hiểu về những cái dây chuyền lây đó thì mình sẽ có những cái biện pháp phù hợp để mà mình tác động. Ngoài ra thì ở cái đoạn cuối của cái dây chuyền lây đó, đó là cái túc chủ cảm nhiễm, thì ngoài việc can thiệp để mà ngăn chặn cái nguồn bệnh, ngăn chặn cái cách thức lây, thì mình có thể tăng cường khả năng chống đỡ của túc chủ bằng cách có thể là mình làm sao mình tăng cường khả năng miễn dịch của cái túc chủ đó thông qua biện pháp ví dụ như là mình tăng cường dinh dưỡng, tăng cường có cái lối sống lành mạnh, thì cái hệ miễn dịch của cái túc chủ đó nó khỏe mạnh thì nó có thể chống đỡ được, mặc dù là có thể là tiếp xúc với những tác nhân gây bệnh thì mình vẫn có thể có khả năng là chống đỡ được, tránh được những cái tác hại của những tác nhân gây bệnh đó. Và đặc biệt là có một cái biện pháp chủ động, đó là mình chủng ngừa khi mà mình tiêm những cái loại vaccine phòng ngừa các cái bệnh gây ra, thì mình có thể ngăn chặn được tức là cơ thể có khả năng tạo ra được những kháng thể để chống lại những vi khuẩn khi tác nhân gây bệnh khi mà nó xâm nhập vào cơ thể của mình. Tuy nhiên thì trong cái hai ví dụ vừa rồi, bệnh tả và bệnh ngộ độc thực phẩm do độc tố của Clostridium botulinum, thì vì là Clostridium, cái trường hợp ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum thì nó lại chỉ là tác dụng của độc tố, do đó thì việc mà mình sẽ chắc chắn là mình không có cái vaccine, mà không có cách chủng ngừa, và cái cách xử trí lúc đó là chỉ là dùng những cái chất giải độc tố thôi, chứ còn mình không có cách gọi là phòng ngừa hay là tăng cường khả năng chống đỡ của túc chủ cảm nhiễm đối với lại cái độc tố đó. Thì tùy vô những loại bệnh cụ thể thì mình sẽ có những cái biện pháp cụ thể phù hợp với lại cái tác nhân gây bệnh đó. Thì đó là những cái nét nói chung về các cái bệnh lây qua đường tiêu hóa. Thì ở đây thì tôi sẽ nhấn mạnh đến hai cái bệnh tương đối là nó có những cái nét đặc trưng. Thứ nhất là bệnh bại liệt và thứ hai là bệnh thương hàn. Thì bệnh bại liệt, tên tiếng Anh nó là polio, thì nó gây ra do một loại virus bại liệt. Virus bại liệt thì nó có 3 chủng khác nhau và nó có thể xâm nhập vô cơ thể của mình thông qua cái đường tiêu hóa. Và sau khi xâm nhập vô cơ thể thì phần lớn các cái bệnh nhân người ta sẽ thường là không có triệu chứng đâu. Tuy nhiên thì có một số ít thì sẽ có những biểu hiện về mặt thường là biểu hiện về mặt thần kinh. Nó sẽ gây liệt các cái cơ trên cơ thể. Và vì bệnh virus thì nó tồn tại ở trong cái hệ tiêu hóa và sau đó nó sẽ được thải ra phân, thì cái cách lây lan của bệnh bại liệt nó cũng là thông qua đường phân miệng. Khi mà từ phân nó sẽ bằng một cách nào đó nó xâm nhập được vô cái hệ tiêu hóa của người tiếp theo, nó sẽ tiếp tục khiến bệnh lây lan. Thì điểm đặc biệt của bệnh bại liệt đó là cái nguồn bệnh duy nhất của bệnh bại liệt đó là con người. Tức là virus bại liệt này nó chỉ tồn tại được trong cái cơ thể của con người thôi. Do đó đối với những bệnh mà có cái đặc điểm như vậy mà mình lại có một cái biện pháp phòng ngừa hay điều trị rất là hiệu quả, thì các bạn hình dung là cái bệnh đó nó sẽ từ từ nó sẽ bị biến mất. Thì đây là một cái đặc điểm rất là nổi bật của bệnh bại liệt. Đối với bệnh bại liệt thì mình có cái vaccine phòng ngừa rất là hiệu quả, và thông qua cái chương trình chủng ngừa rất là hiệu quả đối với bệnh bại liệt, thì ngày nay cái bệnh bại liệt dần nó bị xóa sổ trên toàn thế giới ha. Thì đây là một cái hình nó mô tả những cái đặc điểm về dịch tễ học cũng như là lâm sàng của bệnh bại liệt. Thì bệnh gây ra là do cái polio virus ha. Cái dạng bệnh phổ biến nhất của nó là poliomyelitis, tức là nó gọi là viêm những cái cơ mà do cái virus polio gây ra, và đa phần là người bị nhiễm bệnh thì sẽ là không có triệu chứng, không có biểu hiện triệu chứng gì cả, chỉ một tỷ lệ nhỏ thì người ta sẽ có những biểu hiện bệnh, ví dụ như là viêm màng não vô trùng, tại vì đây là virus, hoặc là bị liệt thì dưới 1%. Thì cái liệt này nó sẽ gây ra nhiều cái tác dụng mà nguy hiểm đối với tính mạng, ví dụ như là liệt chúng cơ hô hấp chẳng hạn, thì sẽ khiến cho cái người bệnh sẽ không thở được. Và một cái hình ảnh đặc trưng cho bệnh bại liệt mà thời ngày xưa đó là người ta phải cho những cái bệnh nhân bại liệt đó nằm trong những cái buồng áp lực
âm để mà có thể dùng cái máy, những cái máy đó nó thay cho cơ hô hấp để có thể giúp cho bệnh nhân có thể thở được. Còn cái dạng phổ biến hơn đó là người ta sẽ bị liệt các cái cơ, người ta sẽ không có đi lại được nữa. Và thường thì bệnh bại liệt này thì nó sẽ lây lan, như vừa nãy trình bày, nó lây lan chủ yếu là qua cái đường phân miệng. Thì ở đây là có một cái hình nó mô tả cái sự thay đổi về cái sự phổ biến của bệnh bại liệt trên toàn cầu trong khoảng mấy chục năm, từ năm 1990 cho đến năm 2017. Thì cái màu đỏ đó là những nơi mà cái bệnh bại liệt nó lưu hành phổ biến, những cái vùng màu vàng đó là những nơi mà bệnh bại liệt nó không còn tồn tại nữa, nhưng mà nó chưa được xác nhận bởi một cái tổ chức, một cái cơ quan y tế nào cả. Còn màu xanh lá cây đó là những nơi mà đã ghi nhận là không có những cái ca bại liệt nữa và đã được những cái tổ chức như là Tổ chức Y tế Thế giới người ta ghi nhận. Thì như bạn thấy là thời năm 90 mấy đó thì bệnh bại liệt nó rất là phổ biến, nhưng mà từ từ thì nó sẽ biến mất dần. Và đến 2007 thì bệnh bại liệt nó có những chuyện mà khiến nó rất là dễ bị loại trừ, như là nó chỉ có duy nhất, cái nguồn bệnh duy nhất là con người, trong khi mình lại có một cái phòng ngừa rất là hiệu quả, vaccine. Đến năm 2019 thì tất cả các cái vùng trên thế giới gần như là đã loại trừ hoàn toàn bệnh bại liệt, ngoại trừ cái vùng Trung Đông nơi nó còn xảy ra những cái chiến sự, đó người ta không có thể triển khai được những chương trình tiêm chủng một cách hiệu quả. Rồi đó là về bệnh bại liệt. Bệnh thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với em đó là bệnh thương hàn. Bệnh thương hàn này thì đây là một cái hình nó mô tả cái tóm tắt về cái đặc điểm dịch tễ học của bệnh thương hàn. Bệnh thương hàn thì nó gây ra do cái con vi khuẩn Salmonella enteritica tây phi. Và nhóm bệnh này thì nó sẽ gây ra những cái biểu hiện như là sốt, rồi những cái biểu hiện về đường tiêu hóa như là đau bụng, tiêu chảy, xuất huyết tiêu hóa. Ngoài ra thì nó còn có một nhóm bệnh có cái biểu hiện gần giống như là bệnh thương hàn, gọi là phó thương hàn, thì nó gây ra do những cái con Salmonella enteritica, nhưng mà cái chủng Paratyphi ABC. Thì cái đặc điểm lâm sàng của nó gần giống như là bệnh thương hàn. Thì bệnh thương hàn thì nó cũng lây chủ yếu là thông qua cái đường phân miệng. Thông qua đường phân miệng. Và một cái điểm đặc biệt mà đối với những người mà bị bệnh thương hàn á, khiến cho cái bệnh thương hàn rất là khó có thể được loại trừ hoàn toàn, đó là có những cái trường hợp mà nhiễm bệnh không có triệu chứng. Và những trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng, tức là người lành mang trùng, người ta có thể mang trùng, tức là sau khi người ta bị nhiễm, người ta có thể bị bệnh và sau khi người ta đã được điều trị khỏi rồi, không còn triệu chứng nữa, nhưng người ta vẫn trong cơ thể người ta vẫn còn mang cái vi khuẩn thương hàn, và cái vi khuẩn thương hàn nó có thể tồn tại trong cái cơ thể người lành đó từ thể đến vài tuần, vài tháng cho đến cả vài năm. Thì trong cái hình này thì nó mô tả một cái người, hình ảnh một cái người phụ nữ đang cầm cái que kem, cái ly kem. Thì đây là hình ảnh của một cái bệnh nhân thương hàn rất là nổi tiếng, và tên là Mary, người ta còn gọi là Mary Typhoid. Thì bà rất là nổi tiếng tại vì bà là một cái người lành mang trùng và đã gián tiếp lây bệnh cho rất là nhiều người, tại vì bà là người phụ trách làm những cái đồ ăn trong cái nhà hàng đó. Thì đây là một cái đặc điểm, người lành mang trùng là một đặc điểm đặc biệt khiến cho cái bệnh thương hàn rất là khó có thể được loại trừ hoàn toàn. Và điều trị của đối với bệnh thương hàn thì đây là một bệnh do vi khuẩn gây ra, thì mình có thể sử dụng những cái loại kháng sinh để mà điều trị. Nó cũng đã có vaccine để có thể là điều trị được bệnh thương hàn. Thì đối với lại những cái tình hình mắc bệnh
thì một cái đặc điểm dịch tễ học nổi bật của bệnh thương hàn đó là đây là cái bệnh nó tập trung vào những cái nước đang phát triển. Các bạn nhìn trên cái bản đồ này, bản đồ trên thế giới, nó thể hiện cái số mới mắc của bệnh thương hàn trong năm 2017 trên tất cả các quốc gia trên thế giới, thì các bạn thấy là nó tập trung chủ yếu là những cái nước gọi là đang phát triển ở châu Phi và châu Á, thì Việt Nam ở là mức độ gọi là trung bình ha, mức độ số mới mắc là mức độ trung bình, không phải là quá cao như ở châu Phi hoặc là ở các nước ở vùng Đông Á. Tuy nhiên thì cái số mắc của mình cũng là ở cái mức trung gian đó. Thì bệnh rất là phổ biến ở những cái nước mà đang phát triển, những nền kinh tế tương đối là còn đang phát triển và cái đời sống nó còn nhiều khó khăn, điều kiện vệ sinh nó chưa tốt. Tại Việt Nam thì đây là một cái bản đồ nó mô tả, nó gọi là tóm tắt về cái tình hình của bệnh thương hàn tại Việt Nam trong khoảng những năm 2000 đến 2018. Thì trong đó thì bệnh hiện tại thì nó phổ biến nhiều ở hai cái vùng, đó là vùng Điện Biên ở phía Bắc hoặc là Sóc Trăng ở phía Nam. Và hiện nay thì trên cái hình B thì nó thể hiện những cái tỉnh thành của Việt Nam mà đã có những cái chương trình dùng cái chủng ngừa của cái loại bệnh thương hàn. Thì phần lớn các cái tỉnh thành hiện nay thì đã có cái chủng ngừa đối với lại bệnh thương hàn. Thì một cái vấn đề đối với bệnh thương hàn đó là ngày nay thì cái điều trị bệnh thương hàn thì nó không có quá khó khăn, rất là dễ để chẩn đoán, rất là dễ để điều trị. Tuy nhiên thì một cái vấn đề của nó đó là mình chủ yếu là mình điều trị thông qua kháng sinh, và khi mà mình sử dụng kháng sinh á, thì ở Việt Nam của mình có một cái đặc điểm đó là việc sử dụng kháng sinh nó không được kiểm soát tốt. Người dân thì có thể mua kháng sinh một cách rất là dễ dàng. Mình cứ có những biểu hiện về đau bụng, bị tiêu chảy, có sốt, mình có thể ra những cái nhà thuốc mình mua kháng sinh, người ta cũng bán kháng sinh cho mình sử dụng. Và thường khi mà mình sử dụng kháng sinh như vậy, không có một cái sự giám sát và kiểm soát của nhân viên y tế, thì thường mình dùng nó không đúng cách, tức là mình dùng không đủ liều, hoặc là mình dùng nó đến khi mà triệu chứng nó bớt ra thì người dân người ta sẽ ngưng sử dụng, và như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho những cái hiện tượng kháng sinh xuất hiện. Hiện tượng kháng sinh xuất hiện khi mà ở trong cái hình này thì nó có mô tả một cách rất là ngắn gọn. Đầu tiên đây là một cái quần thể những cái vi khuẩn, những cái tác nhân gây bệnh ha. Và cái quần thể ban đầu này thì có những cái con mà nó phần lớn là những cái con màu xanh, đó là những con mà nó nhạy với lại kháng sinh, tức là kháng sinh có thể là tiêu diệt những cái loại con này. Còn những con màu đỏ là những con có đặc biệt, một số chủng đặc biệt nó có chứa những cái gen nó có thể là kháng được với lại kháng sinh. Tuy nhiên thì ban đầu thì trong cái quần thể này thì số lượng nó rất là ít. Và khi mà mình sử dụng kháng sinh thì mình sẽ rất là dễ dàng mình loại trừ những cái con vi khuẩn mà nó nhạy với lại kháng sinh đó. Tuy nhiên thì nếu như mà mình dùng liều không đủ, cái cách dùng cái kháng sinh của mình nó không có bao phủ, nó không có đúng cách, thì những cái con mà nó có khả năng nó kháng với lại kháng sinh thì nó vẫn tồn tại được. Và khi nó tồn tại được như vậy thì theo thời gian thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó tạo thành một cái quần thể chỉ toàn là những con vi khuẩn mà nó có khả năng kháng với kháng sinh. Và thậm chí những cái con này nó có thể khả năng là nó chuyển những cái gen kháng sinh của mình cho những cái loại vi khuẩn mà nó trước đây là nó nhạy. Và như vậy thì mình đã thấy là nó có thể tạo ra được mỗi quần thể những cái tác nhân gây bệnh mà nó khả năng đề kháng với lại kháng sinh. Thì hiện nay cái vấn đề mà kháng sinh là một cái vấn đề nghiêm trọng tính chất toàn cầu, đặc biệt đối với lại những nước mà có cái hệ thống mà kiểm soát cái kháng sinh, sử dụng kháng sinh của mình rất là kém. Thì đó là những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ và nhấn mạnh với các em về những cái bệnh mà lây qua cái hệ tiêu hóa. Thì trong cái buổi học ngày hôm nay thì mình đã trao đổi về
một số những cái đặc điểm chung về những bệnh lây đường qua đường tiêu hóa, thì trong đó nhấn mạnh đến cái dây chuyền lây và các biện pháp phòng chống. Mình sử dụng hai cái ví dụ, đó là cái tiêu chảy do vi khuẩn tả và cái ngộ độc thực phẩm do cái độc tố của Clostridium botulinum. Thì các bạn chú ý là cái đối với lại cái dây chuyền lây thì đặc biệt đối với bệnh đường lây qua đường tiêu hóa thì cái cách thức lây quan trọng của nó là cái đường phân miệng ha. Và mình dựa trên những hiểu biết về dây chuyền lây thì mình sẽ đề ra được những cái biện pháp phòng chống nó phù hợp. Thứ hai nữa là mình có trao đổi một chút về bệnh bại liệt. Bệnh bại liệt là một bệnh lây qua đường tiêu hóa, tuy nhiên thì nó có một số những cái tính đặc biệt, ví dụ như là nó chỉ có nguồn bệnh duy nhất là con người, và mình có một cái loại vaccine rất là hiệu quả, có thể ngăn ngừa được bệnh, và do đó thì theo thời gian bệnh bại liệt đã dần dần nó bị xóa sổ. Thì những cái bệnh mà có những đặc tính như vậy thì nó không có nhiều, hiện tại chỉ có khoảng vài ba bệnh là có những đặc tính như vậy, và có khả năng là mình loại trừ hoàn toàn cái bệnh này. Rồi thứ hai đó là bệnh thương hàn. Bệnh thương hàn thì là một bệnh lây qua đường tiêu hóa mà rất là phổ biến ở những cái nước đang phát triển, giống như là Việt Nam. Bệnh thương hàn thì có một cái đặc tính đặc biệt, đó là nó có cái hiện tượng đó là người lành mang trùng, những người mà sau khi đã khỏi bệnh người ta có khả năng vẫn có khả năng vẫn chứa những cái có cái vi khuẩn nó tồn tại trong cơ thể và vẫn có thể lây lan cái tác nhân gây bệnh đó cho người khác. Thì đó là một cái đặc điểm rất là đặc biệt và khiến cho cái việc mà mình phát hiện cũng như là mình ngăn ngừa lây nhiễm đối với bệnh thương hàn là tương đối là nó khó khăn. Thì đó là tất cả những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các em. Các em nếu mà có câu hỏi thì mình có thể đặt câu hỏi, và các em có thể vào cái đường link ở đây để có thể nhận xét về cái buổi học ngày hôm nay. Thì tôi sẽ copy vào trong cái ô chat để các em có thể vào cái đường link đó để đánh giá về buổi học. Giờ nếu mà các bạn nào có câu hỏi thì các bạn có thể nêu lên để mà mình có thể dành một ít phút mình trao đổi. Thầy ơi, cho em một phút thôi thầy, là trong cái dây chuyền lây thì có cái túc chủ là gì vậy thầy? Túc chủ tức là cái người cái người nhiễm tiếp theo á. Túc chủ tức là người cái người có thể bị nhiễm. Ở đây nó thường nó gọi là túc chủ, đúng nghĩa là túc chủ cảm nhiễm, tức là cái người có thể bị nhiễm bệnh. Thì nếu như mà bệnh lây trên người thì túc chủ nó sẽ là người. Còn bệnh mà nó lây trên động vật chẳng hạn thì túc chủ nó sẽ là động vật. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn em. Các bạn khác có câu hỏi gì nữa không ạ? Thầy ơi, cho em hỏi cái này. Em nói đi. Cái vấn đề điểm số là em nên gặp ai để hỏi hả thầy? Điểm số thì em lên điểm số về môn học này em. Dạ. Về môn học này thì em lên văn phòng của bộ môn, hoặc là dạ, em qua bên ban đào tạo của khoa y tế công cộng để em hỏi. Văn phòng bộ môn ở đâu thầy? Ở khoa y tế công cộng ở bên viện vệ sinh dịch tễ y tế công cộng ở 159 Hưng Phú. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi, nếu như các bạn thầy ơi thầy, dạ thầy ơi, cho em hỏi là em không có điểm danh được thầy ơi. Em vô bằng qua link á hả? Dạ, em vô bằng một cái bạn tan vào, nhưng mà em không có chat trong cuộc trò chuyện được luôn thầy, tại vì người ta nhìn nó nói là em không phải là thành viên của nhóm gì đó thầy. Của ngộ vậy. Em đã được, em có request tham gia chưa ha? Dạ, em không biết nữa. Em không biết gì luôn thầy ơi. Em vô bằng bạn không vô. Em có login vô thì em add vô thầy, cho nên là bạn là khách thôi nên bạn không có tham gia vô chat được.
À, Phan Thị Như Quỳnh. Thế rồi tôi accept em rồi đó. Bây giờ em có thể chat được rồi. Thì em dạ em cảm ơn thầy. Rồi nếu mà mình không có câu hỏi nào nữa liên quan đến bài học thì mình nghỉ ở đây ha. Các bạn dành một ít phút các bạn đánh giá về cái buổi học ngày hôm nay, rồi rồi mình nghỉ và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi học sau. Rồi chào các em. Dạ em chào. Dạ, chào thầy. Em... Dạ chào. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi chào các em.